Kính chào quý vị khán giả, với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, chúng tôi mang đến cho quý vị những tin tức nóng nhất, mới nhất được cập nhật trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây là những điểm tin chính có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lũ Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 600 triệu người dân trên 28 tỉnh thành. Lũ lụt cũng cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô, xe máy, đồ điện, tivi và tủ lạnh, giường chiếu. Hầu như tất cả đều trôi ra Biển Đông. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nhất của Trung Quốc là Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Tổng cộng có 393 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt. Và đây là những con số mang tín hiệu cực xấu cho phía Trung Quốc. Trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc nước này cũng đã ra một cảnh báo nói rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to gió lớn trong những ngày tới, đặc biệt là những ngày cuối tháng 7, đề phòng lũ quét, sạt lở và an nguy đến con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn theo dõi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc cho biết, nước này đã trải qua hơn một tháng cả ngày lẫn đêm sống trong bóng tối không có ánh dương. Sự sống của mặt trời bởi vì bầu trời của Trung Quốc trong một tháng rưỡi vừa qua liên tục u ám, đen sì, không có một ngày nào có mặt trời. Hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc nói rằng trong 40 ngày đêm vừa qua họ chỉ nhìn thấy nước lũ và cảnh tượng vỡ đê, vỡ đập xảy ra chứ họ không hề nhìn thấy ánh sáng. Ánh nắng của mặt trời mở mắt ra chỉ toàn nước và đồ đạc cũng bị nước lũ cuốn trôi. Ô tô đi trên nước và bơi trên nước có đến hàng triệu chiếc. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang bị quả báo đến và Trung Quốc đang bị nhân quả báo ứng, đang bị mẹ thiên nhiên trừng phạt, đang bị đất và trời thay mặt thế giới giáng tội vì những tội lỗi mà ông Tập Cận Bình gây ra cho thế giới. Lũ lụt gây mưa lớn trên diện rộng, khiến cho toàn bộ các khu vực rộng lớn của miền Nam Trung Quốc lại bị ngập chìm trong biển nước, nước mênh mông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu vực hạ lưu sông Trường Giang. Theo Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 ngoài Biển Đông, kể từ ngày hôm qua, lượng mưa lũ đã đo được tại lưu vực sông Trường Giang vượt qua mức năm 1998 và năm 2020. Khu vực này được các chuyên gia nhận định là ảnh hưởng của lượng mưa cao nhất trong 60 năm trở lại đây. Theo South China Morning Post, từ một tuần qua, khu vực Đông Tứ Xuyên, Nam Hoàng Hải, Bắc Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa kéo dài tiếp theo giữa sự biến dị của thời tiết gây nên những đợt mưa lũ thất thường. Cũng theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ ngày hôm nay, giải mưa bắt đầu trải rộng từ miền Nam đến khu vực phía Nam. Hạ nguồn sông Trường Giang gồm các tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang có nơi mưa rất to lên đến 600 mm. Mưa lớn bắt đầu những ngày đầu tháng khiến cho vùng phía đông của khu vực Tây Nam đến trung nguồn sông Trường Giang bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Lượng mưa trung bình được ghi nhận tại khu vực này từ 220 đến 335 mm. Riêng tại Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc xuất hiện lũ cục bộ. Lượng mưa đã đo được lên tới 600 mm, được ghi nhận là phá vỡ kỷ lục, cũng theo tờ báo Hoàn Cầu đưa tin. Cơn bão mới này cũng đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp lớn nhất của Trung Quốc, khiến cho con đập tiếp tục mở thêm 3 cửa xả lũ trực tiếp, đe dọa đến hơn 600 triệu dân của Trung Quốc đại lục. Để bây giờ, hàng triệu người dân Trung Quốc phải gánh chịu hậu quả đau thương. Các nhà phân tích cho biết, hơn một tháng vừa qua, Trung Quốc không hề có mặt trời, thay vào đó là những trận mưa to gió lớn, động đất sóng thần liên tục ập xuống đất nước này vì những tai họa do chính Tập Cận Bình và giới chức nước này gây ra cho nhân loại. Và bây giờ, ông trời kết hợp với mẹ thiên nhiên đang trút những cơn mưa giận dữ, giáng những đòn đau để trừng phạt, mang những lời cảnh báo đến đất nước này, khiến toàn bộ người dân đại lục phải chạy toán loạn, đi tìm những nơi tránh trú trên những đỉnh núi cao hoặc chạy sang biên giới các nước, trong đó có biên giới giáp với Việt Nam của chúng ta. Ngoài ra thì diễn biến mùa mưa bão năm nay tại Trung Quốc rất dị thường, dồn dập tấn công toàn bộ 31 tỉnh thành của đại lục. Nhiều khu vực phải hứng chịu những cơn mưa to đến rất to, lặp đi lặp lại liên tục trong suốt hơn một tháng ròng rã vừa qua. Ngoài thiệt hại về người thì siêu bão còn phá hủy hàng ngàn nhà cửa của người dân. Những đàn gia súc cùng những vật dụng giá trị như ô tô, tủ lạnh, tivi cũng bị cuốn trôi ra biển đông. Hàng triệu hecta hoa màu của người dân đại lục bị nước cuốn trôi, khiến cho người dân phải khốn đốn, đói khát nghiêm trọng. Hiện tại thì tình hình mưa bão ở Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trung Quốc còn đón nhận một tin cực sốc khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc, một cơn bão mới đang ở ngoài Biển Đông, trong hôm nay vào khoảng 24 giờ tới nó sẽ đổ bộ vào nước này. Nhiều khả năng nó sẽ mạnh dần lên, đổ bộ vào đất liền, gây mưa lớn và gió giật mạnh. Thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác của Trung Quốc sẽ tiếp tục bị lũ nhấn chìm. Và nếu như điều này xảy ra, con đập lớn nhất của hành tinh mang tên Tam Hiệp
sẽ tiếp tục mở thêm vài cửa xả nữa để xả nước, bởi mực nước tại hồ chứa Tam Hiệp đã vượt qua mức báo động đỏ lên tới 15 tỷ mét khối nước, nguy cơ vỡ đập lên tới 99,9%. Hiện cơ quan cảnh báo động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở ở Trung Quốc đã phát đi các thông báo khẩn cấp, bởi tình hình hiện tại của Trung Quốc đang hết sức khẩn trương và cấp bách, ngàn cân treo sợi tóc. Kính thưa quý khán giả, miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp tục có mưa lớn, trong lúc thành phố Nghi Sơn, tỉnh Hồ Bắc đang xảy ra thảm họa lũ lụt. Vào 3 ngày trước đó, một thành phố giáp đập Tam Hiệp của tỉnh Hồ Bắc lại xuất hiện vòi rồng. Trong cùng ngày, Thượng Hải xuất hiện dị tượng đang trong thời điểm ban ngày, bỗng trời tối sầm, mưa lớn không ngừng và Kinh Môn tỉnh Hồ Bắc xuất hiện vòi rồng. Gần đây, thời tiết tại Trung Quốc đại lục vô cùng thất thường, xuất hiện nhiều trận mưa to, gió lớn và thảm họa lũ lụt. Thành phố Nghi Dương, tỉnh Hồ Bắc vào 2 ngày trước đã xảy ra mưa lớn, khiến giao thông bị gián đoạn. Trong cùng ngày, tại thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc xuất hiện vòi rồng. Khoảng 7 giờ tối, đoạn đường gần thôn Sông Tiền bị vòi rồng tấn công, hàng chục cây to, ven đường bị bật gốc, nhiều nhà tốc mái, mái tôn bị thổi rơi xuống đất và biến dạng. Hiện trường trở thành một khung cảnh hỗn độn. Một số cơ sở nông nghiệp ở gần đó và gia cụ bị hư hại, tạm thời chưa có báo cáo về thương vong. Khi vòi rồng tấn công, bầu trời trong chốc lát biến thành âm u, mưa to, gió lớn, phá hủy dây điện, cây chập điện, gió lớn thổi đổ lều lán, cây cối, biển chỉ dẫn. Lượng lớn đồ vật bị cuốn trôi lên bầu trời, có một số xe cộ bị hư hại. Hiện tại, dưới tiêu đề vòi rồng ở Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc trên Weibo đã thu hút được hơn 740.000 người xem, theo dõi và bình luận. Trước đó, khu vực Nội Mông Cổ cũng xuất hiện vòi rồng khổng lồ. Kính thưa quý vị, kể từ khi bắt đầu được đề xuất vào năm 1950, đập Tam Hiệp, dự án thủy điện lớn nhất thế giới, đã gây tranh cãi ở Trung Quốc và giờ đây đang đặt ra yêu cầu phải thanh tra các vết rạn nứt và những thiệt hại đến môi trường của nó. Mưa lớn đang hoành hành trên một nửa đất nước Trung Quốc, khiến một số chuyên gia thủy văn cảnh báo rằng áp lực gia tăng với đập Tam Hiệp. Thưa quý vị và các bạn, tại Thượng Hải vào hôm qua, chính quyền liên tiếp phát cảnh báo sấm sét màu vàng, cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, cảnh báo gió lớn màu vàng. Đến 1 giờ chiều cùng ngày, trời đột nhiên tối sầm, sau đó mưa lớn ở Thượng Hải yếu đi, thấy rõ. Đến 3 giờ chiều, chính quyền gỡ cảnh báo mưa lớn màu xanh lam, nhưng dự báo từ tối cho đến sáng ngày mai sẽ lại xuất hiện mưa lớn. Theo tìm hiểu, từ khi Thượng Hải bước vào thời kỳ lũ định kỳ trong tháng này, đã xuất hiện 4 đợt mưa lớn, lượng mưa trung bình nhiều hơn, thấy rõ so với các năm. Khu vực thành phố phổ biến gấp 3 lần, trong tương lai vẫn tiếp tục có mưa dầm. Tình hình lũ trung và thượng lưu Trường Giang tiếp tục diễn biến xấu. Điều đáng chú ý là hiện tại thảm họa do mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc dự tính trong 3 ngày tới, nhiều tỉnh thành miền Nam sẽ có mưa lớn. Cảnh báo cần nâng thêm một cấp, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay tiếp tục phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng. 13 con sông ở các nơi như Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây có mực nước lũ trên mức cảnh báo. Dự tính trong thời gian từ 6 giờ sáng ngày mai đến 6 giờ sáng ngày tiếp theo, vùng Đông Bộ tỉnh Quý Châu, Bắc Bộ tỉnh Hồ Nam, Đông Bắc tỉnh Hồ Bắc, Đông Nam Bộ tỉnh Hà Nam, phần lớn tỉnh An Huy, tỉnh Giang Tô và Thượng Hải sẽ có mưa lớn. Trong đó, Đông Bắc tỉnh An Huy, Trung Nam Bộ tỉnh Giang Tô có mưa rất lớn, lượng mưa từ 100 đến 200mm. Ở một số khu vực nói trên kèm theo mưa nặng hạt, lượng mưa lớn nhất lên tới 130mm đến 250mm mỗi giờ, có nơi trên 370mm. Trên trang website của Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng cho hay, từ 6 giờ sáng ngày hôm nay cho đến 6 giờ sáng ngày mai, một số nơi thuộc khu vực Hoài Giang, Nam Tây Nam vẫn có mưa lớn. Bộ phận lưu vực các sông Trường Giang, sông Hoài, Thái Hậu, Chu Giang sẽ xuất hiện mực nước dâng cao. Thượng nguồn Thái Hồ, sông Hoài có khả năng xảy ra lũ vượt mức cảnh báo. Sông Vừa và nhỏ ở một số khu vực xuất hiện mưa lớn, có thể xảy ra lũ tương đối lớn. Trước đó, Bộ Thủy lợi Trung Quốc từng công bố miền Nam Trung Quốc từ tháng 5 đến nay đã trải qua 5 đợt mưa lớn. Tính đến ngày hôm qua, toàn Trung Quốc có 16 tỉnh thành lâm vào cảnh khó khăn do thảm họa mưa lũ, hơn 10 triệu người bị ảnh hưởng. Kính thưa quý khán giả, mưa lũ đã xảy ra vào nhiều tháng nay ở Trung Quốc và tập trung nhiều ở các tỉnh miền Trung và miền Nam nước này vào những ngày vừa qua. Ngay sau khi người dân Trung Quốc đồn đoán về những dị tượng lại xuất hiện ở đập Tam Hiệp và ở rừng núi Vũ Hán, một trận động đất và bão cát đã xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên chỉ trong vòng 3 phút đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Những thảm họa liên tiếp xảy ra, sau đó đã khiến cho người dân nước này hoang mang tột độ. Chỉ hai trận vỡ đê thuộc tỉnh Sơn Tây và tỉnh Giang Nam đã khiến hơn
230.000 dân Trung Quốc trở thành nạn nhân. Hai con sông nổi tiếng nuôi sống người dân Trung Quốc hàng ngàn đời nay là sông Hoàng Hà và sông Dương Tử. Giờ đây trở thành cơn ác mộng của người Trung Hoa. Nhiều người dân Trung Quốc bây giờ sống theo thói quen của những tù nhân tử tù khi chọn giải pháp ngày ngủ đêm thức để phòng nước lũ ập về ban đêm. Bóng đêm chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với họ, vì vỡ đê vào ban đêm trong lúc đang ngủ là thời điểm nguy hiểm nhất. Nhiều gia đình phải sắm những chiếc xuồng nhỏ, bột sẵn cao su vài ba lớp xung quanh mạn chuồng để nếu nước lũ tràn về, họ có thể tự cứu sống mình bằng những xuồng nhỏ đó. Tuy nhiên, biện pháp đó chỉ hữu hiệu khi nước lũ còn nhỏ. Còn chuyện vỡ đê như ở Sơn Tây đắm chìm cả một huyện thành thì chỉ có ông trời mới cứu thoát. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của chúng tôi ngày hôm nay. Bên chúc quý vị sức khỏe bình an, xin đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ bản tin 24 giờ của chúng tôi. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt quý vị. Vâng, thưa quý vị, bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những điểm tin tiếp theo.